Vâng, xin chào anh em nhé. Và trên tay mình đây là chiếc Xiaomi Redmi 10X và tên quốc tế của nó là Xiaomi Redmi Note 9 anh em ạ. Và có nhiều anh em là yêu cầu mình là test tựa game Liên Minh Tốc Chiến trên chiếc máy này ấy để xem là cấu hình của nó là sẽ lên được mức FPS như thế nào này, mức đồ họa như thế nào này, thì hôm nay mình sẽ xin test cho anh em nhé. Đây, và mình đã vào game sẵn rồi. Đây, mình sẽ mở cái bảng cấu hình ra này. Đây, graphic này. Đây, như cái này là mình đang để ở mức trung bình này, cao này, đây là thấp này, cao này, đó, lên đến cao thì nó bắt đầu cảnh báo rồi này. Nó cảnh báo về pin này. Vậy thì mình sẽ để ở mức thấp thôi. Đó, và cái FPS 60 này mình sẽ bật lên nhé, để cho nó mượt. Còn đồ họa thì mình cứ chỉnh về mức thấp thôi. Tí nó vào trận mình sẽ chỉnh lên mức cao xem là chơi nó có bị giật lag gì không. Rồi, bây giờ vào trận thôi. Bất ngờ có game luôn. Và mình sẽ đánh Zinix này. Zinix, ok, mình đánh Zinix. Chuẩn bị vào trận thôi. Nó và pin, cái thời lượng pin trước lúc mà mình vào trận ấy là 35% này, em nhìn thấy không? Đó, để xem tí nữa nó sẽ tụt xuống còn bao nhiêu nhá. Đó, vào game rồi. Khá là mượt anh em ạ. Và cái mức FPS của nó đang ở mức 59 này, 60 này. Đó, nó sẽ dao động ở hai cái mức đấy.
is under attack. I don't even think once about Paul. Mario, it's all done quick. Ally slain. Enemy killing spree. Smile! It's all done play! Slain.
shut down. Ally slain. Enemy turret destroyed. Did that on purpose.
slain. Shut down. Kiểm tra pin nào, pin từ nãy là còn 35 và bây giờ xuống còn 31. Thì anh em thấy thế nào? Và máy mình chơi thì mặt lưng mình chơi mình cảm thấy nó không hề nóng nhá. Nó vẫn rất là mát. Đấy, chứng tỏ một điều là chiếc máy này tản nhiệt rất là tốt. Đó, clip test game của mình đến đây là kết thúc nhá. Nếu mà anh em cần tựa game nào thì cứ inbox với mình sẽ chơi tựa game đấy cho anh em. Vâng, xin chào và tạm biệt anh em.